Khi các bạn lướt Facebook, các bạn sẽ thỉnh thoảng thấy ở trên màn hình New Feed sẽ có một cái mục, nó gọi là Marketplace, Row Listing Nearby, tức là những sản phẩm ở gần bạn dựa theo cái vị trí địa lý mà sản phẩm này được đăng. Thì cái mục này là cái mục mà đang hiện nay đang miễn phí, có nghĩa là bạn đăng lên đây và nó sẽ hiển thị tới rất nhiều người. Nếu như bạn vẫn còn chưa bán được sản phẩm và bạn không cần quảng cáo, nó cũng hiện ra đây. Tất nhiên là nó hiện ngẫu nhiên, có thể không phù hợp với cái nhu cầu của bạn, cũng như là cái sản phẩm này nó đã được bán rồi, hoặc là nó không đúng cái sở thích của bạn, bởi vì nó hiện thị rất là ngẫu nhiên. Cái bán cũng được đăng miễn phí, có đây là một sản phẩm miễn phí của Google để kích thích mua sắm và cũng mang tính chất thử nghiệm nhiều. Thì bạn sẽ thấy ở đây giá ở đây điền rất là lung tung, 6 đồng, 18 đồng, phần lớn ở đây là đăng như mang tính chất quảng cáo thôi chứ không phải là để bán, hoặc là họ mang tính chất thử nghiệm. Một số người bán thì có khi lại hiện không hiển thị lên đây. Bấm vào See More để xem tất cả những sản phẩm họ đăng này. Vị trí ở đâu này. Loại sản phẩm là gì này. Giá các sản phẩm về hình ảnh sản phẩm này. Ví dụ mình bấm vào đây. Đấy thì nó chỉ ra được tên sản phẩm này, mô tả ngắn này. Trả giá này, nhắn tin này. Nhiều sản phẩm tương tự, ví dụ mình bạn vừa bấm vào mục xe đạp thì ra rất nhiều sản phẩm tương tự. Sau đó nó hết cái mục xe đạp thì nó sẽ liên quan đến điện thoại này, xe máy này. SIM này. Tuy nhiên chính vì ở đây là nó không được kiểm duyệt cho nên rất nhiều hàng giả, hàng fake, hàng không đúng mô tả này. Bạn mua rất dễ bị dính lừa đảo. Chính vì lý do đó mà họ chỉ miễn phí thôi chứ họ không có thu phí cái dịch vụ này. Và người mua cũng đa phần là hỏi hàng nhiều nhưng mà cũng chưa chắc đã mua.